Từ cuối tháng 4 2023 đến nay, trên lưới điện 110-220 kV do công ty lưới điện Cao Thế thành phố Hà Nội quản lý thường xuyên phát hiện tại các vị trí cột đầu cáp trên địa bàn bị kẻ gian tháo cắt mất dây tiếp địa. Tình trạng này không chỉ gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm tính mạng con người mà còn gây nguy hiểm mất an toàn lưới điện cho toàn thành phố Hà Nội. Tại vị trí này của tuyến đường dây 110 kV từ Hà Đông đi Mai Động và từ Hà Đông đi Thương Đình đã xảy ra 8 lần mất dây tiếp địa vỏ cáp và dây tiếp địa đồng hồ. Ban đầu kẻ gian chỉ lấy mất 5 mét một sợi. Thời gian ngắn sau, kẻ gian tiếp tục thực hiện hành vi với số lượng còn nhiều hơn trước. Tình trạng trộm cáp ngày càng liều lĩnh, phức tạp. Số lượng dây tiếp địa bị kẻ gian trộm mất với số lượng ngày một lớn xảy ra tại 31 trên 68 vị trí cột đầu cáp nằm trải rộng trên địa bàn 13 quận huyện thị xã của thủ đô. Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận hành ổn định của hệ thống điện 110 kV, đặc biệt trong mùa mưa bão.